Chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay cũng là ngày mùng 9 rồi các bạn, sắp hết mùng rồi nha. Mùng 9 tháng Giêng năm 2024, ngày 18 tháng 2 năm 2024 thì cũng chơi xong cái cây quất này, nó sắp lụi sắp tàn rồi các bạn. Thì nhân tiện mình làm clip mình chia sẻ cái cách mà chăm sóc cái cây quất sau Tết, cây quất sau Tết như thế nào. Thì đây các bạn thấy là sau một thời gian mình chơi rồi đi này nọ, mình không có tưới nước á, cũng như là lúc mà người ta bán ở ngoài trời nắng á, ở khu vực của một chỗ này là trời nắng nha, mùa tháng 2, tháng 3 mùa nắng rất là gắt luôn, nên là cái cây nó bị khô, nó bị cháy lá, những cái lá như thế này nó cháy ha, rung 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 rụng quá trời ha. Thì thường là tới mùng 6 mùng 7 ha, tới mùng 6 mùng 7 là sẽ bắt đầu mình lật hết ha, mình lật hết trái, lật hết trái rồi sau đó là mình dùng kéo ha, dùng kéo bấm cành, mình bấm hết những cái chồi cái đồ, bấm hết, chỉ chừa lại một vài lá non thôi để cho cái cây nó đỡ mất sức nha. Tại vì trong một cái quá trình mà người ta chăm sóc rồi người ta vận chuyển rồi tới tay của người chơi cây cảnh, người tiêu dùng ha, thì cái cây này nó đi nó qua rất nhiều giai đoạn ha. Cái giai đoạn mà thời gian mình chơi là mình không có chăm sóc, mình không có phân cũng như là lâu lâu tưới nước, quên tưới nước rồi đó, thì cái cây nó suy đi rất nhiều. Thì mình phải cắt, mình tỉa bớt cái quả rồi đi, tỉa lá tỉa cành rồi đi, để cho cái cây nó đỡ phải mất sức ha, để nó hồi phục lại dần dần nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình bắt đầu mình lật trái nha, mình lật cái trái đi. Rồi mấy cái cành cái đồ là mình bấm hết nha các bạn. Mấy cái quả này có một số bạn là hỏi có ăn được hay không, thì cái này cũng tùy các bạn ạ. Thì thích thì mình xài mình ăn, còn thích thì mình bỏ đi thôi. Chứ thật ra là người ta chăm thì trước Tết thì người ta đã ngắt phân, ngắt thuốc rồi nha. Thì nói chung chủ yếu là bón phân, tưới nước thì nó chủ yếu thôi, chứ còn nó bị sâu, bị bệnh thì người ta mới phun thuốc. Nên là quả này vẫn ăn bình thường thôi. Nếu mà các bạn kỹ thì các bạn bỏ đi quả chín, các bạn ăn mấy quả xanh thôi, mấy quả xanh, mấy quả mới ra sau này á. Thì chăm sóc cây này chủ yếu là nhờ vào cách tỉa cành và bón phân thôi nha các bạn, cũng như là cách mình tưới nước. Các bạn đừng có tiếc nha, nói chung là nó có bao nhiêu là mình cắt hết bao nhiêu nha, mình không có chừa lại bất kỳ cái quả nào hết nha các bạn. Nếu mà các bạn chừa lại thì cái cây nó đang suy mà nó dành sức nó nuôi cành rồi nuôi quả thì nó sẽ bị chết luôn, không có giữ được cái cây nữa. Đây các bạn thấy là mình vừa lật hết quả của cái cây quất này rồi nha. Thì một cái cây nhỏ nhỏ như thế này thôi, nhưng mà cả một thau trái như thế này, ra được một thau quả rất là nhiều quả như thế này. Thì các bạn thấy là cái sức mà để nó chịu đựng, để nó nuôi được cái đống quả này từ khi xanh mà tới khi nó vàng chín như này thì nó mất sức rất là nhiều nha. Thì cái cây này nói chung là giờ nó cũng tương đối là nó bị suy rồi, tại vì mình đụng vô là nó lá nó rụng tơi tả như thế này, lá nó rớt rất là nhiều luôn. Thì thường là hết Tết là khoảng mùng 5, mùng 6 là mình sẽ bắt đầu mình tỉa. Tuy nhiên hôm nay mùng 9 thì nó cũng hơi muộn một xíu, nhưng mà đối với những cái cây mà nó suy thì mình làm sớm, còn những cái cây mà còn chơi được, còn đẹp, những cây mà dáng đẹp, trái nó còn sức chịu đựng, rung nó không có rụng không gì hết thì vẫn chơi được qua rằm tháng giêng được, rồi sau đó vẫn chăm sóc, vẫn là kịp thời cái mùa Tết năm sau nhé các bạn. Thì đối với những cái cây như là cây mai, cây đào hoặc cây quất thì chơi xong, một là nếu mà các bạn không có thời gian thì các bạn gửi là nhà vườn người ta chăm sóc, nếu cây nó đẹp thì các bạn gửi lại đến năm sau các bạn sử dụng tiếp. Còn không, nếu những cái cây mà nó tàn tàn như thế này thì các bạn có thể vứt đi, có thể bỏ. Tuy nhiên là nếu mà các bạn vẫn có đam mê, vẫn thích chơi, vẫn thích xài lại cho Tết năm sau, đỡ phải mất tiền mua thêm,
hoặc là mình chơi mình giải trí à, và gì đó vân vân, thì các bạn vẫn có thể là giữ lại chơi nhiều năm về sau được. À, thì các bạn cứ năm nào các bạn cũng là xong ăn Tết xong khoảng mùng 5 mùng 6 là các bạn cắt tỉa. Thứ nhất là các bạn lặt hết quả đi, thứ hai là nếu mà cái cây nó có dáng có thế thì các bạn để giữ lại nguyên dáng nguyên thế, thì các bạn cắt đi những cái chồi nó mới ra, chồi non chồi đồ chưa làm cái lá cái cây này mình chưa cắt nha các bạn. À, đối với những cái cây lùm như thế này thì nói chung là người ta chiết từ cái cây lớn ra rồi người ta trồng như thế này, rồi người ta lấy dây thép người ta buộc thì nó cũng không có dáng có thế như đâu các bạn. Nó là một lùm một chùm như thế này thôi, thì mình cứ cắt tỉa thoải mái, cắt chừa lại mấy cái cành chính cành lớn được thôi. À, còn là mấy cái cành mà nó ra mấy cái cành mà nó ôm lá ôm trái ôm đồ, đây là mấy cành nó có trái cái đồ này thì mình cứ cắt hết. À, để chi để cho cái cây nó đỡ phải nuôi lá nữa ha. À, quả thì mình hái hết rồi. À, để nó cái thân chính nó có sức rồi. Khoảng tháng 2 âm lịch nha các bạn, đang nói là nó tháng âm lịch nha, thì khoảng một tháng sau từ lúc mà các bạn tỉa rồi các bạn tưới nước rồi vân vân, thì khoảng một tháng sau thì nó ra chồi ra đồ rất là nhiều, ra hoa nhiều khi có quả nữa. Thì các bạn cứ lặt lặt liên tục nha, cứ có là các bạn lặt, các bạn cắt hết, không giữ lại hoa không giữ lại quả gì hết nha. À, cũng như là chồi non thì các bạn cứ cắt hết. À, cho tới hết tháng 5 âm lịch, đầu tháng 6 đầu tháng 6 âm lịch, thì nói chung là nửa năm á, thì các bạn mới bắt đầu các bạn dưỡng, có nghĩa là nó ra chồi rồi các bạn giữ nguyên lại, hoặc là các bạn tạo dáng tạo thế như nào đó thì các bạn cứ cắt những cái mà không thích rồi giữ lại. À, hoa quả thì các bạn giữ lại hết. À, nói chung là cho tới khi mà chăm cho tới khi mà giữa tháng chạp mà thì các bạn bắt đầu các bạn đem ra các bạn chơi thì nó bình thường, giữa chạp là 20 tháng chạp gì đó thì các bạn chơi chơi khoảng 20 ngày một tháng ha, thì các bạn cứ xoay vòng như thế là hết năm này tới năm khác, hết năm này tới năm khác là cây quất nó rất là bền. À, chơi rất là bền nha, chứ nếu mà cái cây nào mà các bạn mua nó đắt tiền nó đẹp mà các bạn đem vứt đi thì nó rất là uổng nha, hoặc là các bạn không biết cách chăm mà chăm để cho nó chết thì rất là phí ha. À, thì nhà vườn người ta cũng có nhận để chăm sóc lại. À, đối với một cây như thế thì nó cũng rẻ thôi, ví dụ cây mình mua 250 thì người ta nhận trăm trăm nghìn thôi, ví dụ vậy. Còn cây các bạn mua 1 triệu thì các bạn người ta nhận trăm khoảng 300 nghìn. À, ví dụ mình ví dụ giá như thế nha, thì nói chung là rất là rẻ so với các bạn là mua từ đầu. À, nếu mà các bạn chưa có cây nào, các bạn không ký gửi hoặc là các bạn gì đó thì các bạn mua từ đầu luôn, rất đắt. À, năm nay thì cây nó rẻ à, nên cái cây này một lùm như này nhà vườn người ta bán có 150 thôi. À, 150 nha, nó rất là rẻ nên là mua về chơi xong rồi hoặc là vứt. À, không có thời gian thì sang năm lại mua chậu khác 150 200 gì đó về chơi. À, còn nếu mà có thời gian thì các bạn chăm sóc nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô cái giai đoạn cắt tỉa cành nha. À, mình cứ cắt thoải mái tại vì cây này nó cũng chả có dáng có thế gì hết, cắt là chừa lại một ít lá để cho nó quang hợp, cho nó trao đổi chất nha, cho nó có lấy được ánh nắng cho nó nuôi thân nó. À, rồi ok, mình đã cắt cành tỉa hết mấy cành chồi non và đồ là nó ra trơ trọi như thế này nha các bạn. Thì nói chung là các bạn để chừa lại một cái số cái lá ha, để cho nó quang hợp thôi nha, chứ còn không nên để quá nhiều lá nha. Ha, thì nói chung cây này cũng thuộc dạng cây người ta trồng ghép cành rồi trồng xuống đất cắm 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 rồi nó lên rồi người ta bán thôi, nên giá nó cũng tương đối rẻ, nó cũng không có dáng có thế gì hết. À, chứ còn những cây quất mà nó có giá trị thì 700 800 triệu triệu rưỡi 2 3 triệu một cây thì nó khác nha, sau khi mình tỉa xong thì nó sẽ rất là khác, nó có dáng có thế. Còn cây này nó là một cái lùm thôi, nó chả có dáng có thế gì hết. Thì việc đầu tiên là các bạn tỉa quả, việc thứ hai tỉa cành, việc thứ ba thì các bạn sẽ bưng ra để ở chỗ thích hợp. À, nói chung một góc sân góc vườn nào đó hoặc là trên sân thượng đồ vân vân. Thì nói chung khi mà các bạn để chỗ nào thì các bạn để cố định. À, nếu mà các bạn chăm trong chậu thì các bạn cứ giữ nguyên như thế, còn nếu mà các bạn muốn bướng bầu các bạn bỏ ra ngoài đất thì các bạn sẽ bưng để ra chỗ cái vị trí mà các bạn muốn bướng bầu để ra.
thì các bạn để 5 ngày tới một tuần cho nó quen cái khí hậu thổ nhưỡng chỗ đó. Và các bạn nên nhớ là tưới nước thường xuyên hàng ngày nha, có nghĩa là giữ cái độ ẩm, lúc nào cái đất ở trong chậu nó cũng phải ẩm 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 để cho cái cây nó phát triển trở lại. Rồi sau đó thì các bạn mới bấn rễ ra ngoài. Tuy nhiên để ra ngoài thì các bạn không nên đào hố, không nên đào hố mà lắp xuống. Các bạn để nó nổi trên mặt đất nha. Rồi sau đó là các bạn dùng đất mà các bạn đã ủ phân sẵn rồi, phân chuồng phân đồ đó, thì các bạn đắp lên, đắp xung quanh, đắp thành một cái ụ, thành một cái gò đất, miễn sao là nó phủ hết cái bầu của cái cây quất là được nha các bạn. Chứ không, các bạn không nên chôn xuống nha. Tại vì chôn thì mùa nắng thì cũng ok, nhưng mà nếu mùa mưa thì gặp chỗ trũng chỗ đồ là nó bị ngập. Cây này nó không chịu nước nha các bạn, nó úng thì nó rất là dễ chết, nên là để ở trên các bạn dễ chăm sóc hơn, dễ tưới, cũng như là sau này các bạn dễ bứng vô lại trong chậu để các bạn chơi Tết nha. Rồi ok các bạn, vậy clip ngắn hôm nay mình chia sẻ cho các bạn bao nhiêu thôi nha. Cái quá trình mình lặt cái cây tắc này, rồi mình tỉa cành tỉa đồ, thì cái này mình chăm trong chậu nên mình không bứng ra ngoài, để bữa sau mình làm cái cây mình bứng ra ngoài thì mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn. Nói chung là chỗ khu vực của mình, chỗ khu vực của mình là Tây Nguyên á, Đắk Lắk á, nó rất là nắng, mùa tháng 2, tháng 3 nắng rất là gắt. Tuy nhiên mình nếu mà bứng ra ngoài mình để chỗ mà nó nắng quá thì mình rất khó chăm sóc, tại vì quên tưới nước một ngày là nó chết luôn đó các bạn. Nên là ngày nào phải tưới, nếu mà đầu tư cái hệ thống tưới nhỏ giọt thì càng tốt, cho nó nhỏ nhỏ, nhiễu nhiễu nhiễu, giọt giọt giọt, tưới từ từ hàng ngày nha. Rồi ok, mình kết thúc cái video tại đây nha các bạn. Bây giờ mình sẽ khiêng cái này ra, mình đặt ở ngoài chỗ mái hiên, thì nói chung là có nắng ló vào là được, chứ không phải nắng thường xuyên cả ngày. Nói chung là nó nắng chiếu một khoảng thời gian đó thôi, vài tiếng đồng hồ, rồi sau đó nắng nó tắt đi, nó chỉ còn ánh sáng thôi. Chứ còn đây là mình đang đặt hoàn toàn ở trong nhà, đặt hoàn toàn trong nhà thì cái cây nó không có ánh nắng thì nó rất là, cũng là dễ đi luôn. Thôi mình kết thúc video, thì nói chung công việc nó chỉ như thế thôi các bạn. Thì mình tóm tắt lại là sau khi các bạn chơi Tết xong khoảng mùng 5, mùng 6 thì các bạn tỉa trái rồi bấm cành, rồi sau đó là các bạn cứ lựa chọn một cái vị trí thích hợp, rồi các bạn để các bạn chăm tưới nước thường xuyên, rồi bón phân. Phân ở đây các bạn có thể bón phân vi sinh, phân chuồng đã ủ qua, hoặc là phân bón cà phê động vân, thì nói chung là các bạn bón. Và tưới nước ở đây thì các bạn tưới hàng ngày, mỗi ngày các bạn tưới một lần. Nếu mà các bạn tưới có nước vo gạo đó, thì các bạn tưới nó rất là tốt nha, nước cơm, nước vo gạo đó. Hoặc là nước bia nha, hoặc là nước bia mà các bạn uống xong rồi các bạn để cho nó bay hết hơi qua một đêm rồi các bạn tưới thì nó rất là tốt. Mấy cái loại bia mà dư rồi đó, hoặc là các bạn pha loãng một xíu, bia pha loãng với nước xíu rồi các bạn tưới vô thì rất là tốt luôn các bạn. Thì các bạn có để một vị trí thích hợp, chỗ sân chỗ vườn này đó, rồi các bạn chăm sóc. Khi mà các bạn tỉa thì tháng giêng đúng không, từ khoảng rằm tháng giêng, ngày mùng 10 tháng giêng gì đó, các bạn tỉa thì khoảng một tháng sau, có nghĩa là tháng 2, nó sẽ ra một cái đợt chồi lá hoa trái rồi vân, thì các bạn tỉa hết, cắt hết cho nó đẹp, chỉ giữ lại một số cành, một số thứ cho nó tạo dáng cho cây thôi, một số cành mà các bạn thấy nó hợp thì các bạn để, còn trái với hoa, hoa với quả thì các bạn tỉa hết nha. Có nghĩa là cứ tỉa liên tục, nó ra bao nhiêu là các bạn tỉa bao nhiêu cho tới hết tháng 5 âm lịch. Tới tháng 6 thì các bạn mới bắt đầu là dưỡng hoa trở lại, rồi nó ra trái, rồi các bạn tạo dáng tạo thế gì đó, thì các bạn cứ chăm sóc như thế thôi, thường xuyên chăm sóc, tưới nước, bón phân. Nếu mà nó bị sâu bị đồ thì các bạn có thể là phun nước, tưới nước thường xuyên, như tưới nước ngâm ớt, nước tỏi, nước rửa chén đó vân vân. Chứ còn nếu mà các bạn ở nhà thì phun thuốc trừ sâu rồi nó cũng không tiện, tại vì thuốc nó độc hại các bạn, nên là đừng có phun thuốc nha. Các bạn cứ chăm sóc như thế cho tới khi tới tháng chạp, giữa tháng chạp hoặc ngày 20 tháng chạp thì các bạn mới bứng vô chậu. Nếu mà các bạn để sẵn trong chậu thì các bạn không cần bứng, hoặc là thay chậu vô đó thì các bạn thay, thay chậu thì nó cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần bứng ra rồi các bạn thay chậu mới thôi nha. Ok, mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu các bạn yêu thích nội dung video này thì nhấn like video, cũng như là chia sẻ video và đăng ký kênh YouTube của mình. Chào tạm biệt các bạn, hẹn lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye.